Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. Phát tài là quả báo. Quả báo do nghiệp ở đời quá khứ. Nếu bạn mãi nghèo khổ, đừng than thân trách phận tại sao ông trời bất công, không cho bạn phát tài. Bạn không thể phát tài là do mệnh của bạn không có tài phú. Là người hành nghề thuật số, cha biết bao lá số, biết rõ rằng phước báo là có từ nhân quả, nên Khải Toàn dành phần lớn thời gian tu tập, nghe pháp, hành thiền. Những video chia sẻ trong kênh không ma mị, không hù dọa, chủ yếu chia sẻ về phong thủy, Phật pháp và thiền định. Phong thủy cho bạn thêm cơ hội về tài lộc, nhưng gốc rễ vẫn là tâm của bạn. Muốn tiêu trừ tham sân si mạng, bạn phải cần tu tập. Tu là gì? Tu là chỉnh sửa, là bồi đắp cho tâm, giúp tâm ý viên dung. Vận mệnh đương nhiên là có. Khải Toàn đã tra hàng ngàn lá số mệnh lý. Cuộc đời con người giống như ta mở một quyển sách có sẵn kịch bản. Nhìn vào tướng tai, tướng mặt, xem sinh thần bát tự, những người tinh thông thuật số đều có thể luận đoán được cuộc đời của một con người hoàn toàn chính xác. Vận mệnh, thọ mạng của bạn, tiền bạc của bạn từ đâu mà có? Nếu bạn định tâm, chiêm nghiệm lại sẽ thấy được rất nhiều điều không thể lý giải. Có khi kiếm tiền rất vất vả, có khi kiếm tiền rất dễ dàng đến không ngờ. Có nhiều người ta tốt với họ, ta moi hết ruột gan của mình trao cho họ nhưng họ luôn làm ta thất vọng. Lại có những người tự dưng rất tốt với ta. Tất thảy những điều này là do nghiệp lực đời quá khứ. Người ta tốt với họ nhưng làm ta thất vọng là do ta nợ họ. Vận mệnh của bạn là do nhân quả ở đời quá khứ. Nếu trong mệnh của bạn không có tài phú, không có cái nhân tài phú thì bạn không thể phát tài. Các bạn hãy thử thăm dò những người giảng dạy về tài chính, họ có giàu có hay không? Tỷ lệ phát tài của sinh viên học ngành ngân hàng tài chính giàu có là bao nhiêu? Và cả những người học những khóa học làm giàu có phát tài được không? Không có gì đảm bảo những người này sẽ giàu có. Nhưng Khải Toàn có thể chắc rằng, nhìn vào sinh thần bát tự của một người biết ngay người này có phát tài hay không và họ phát tài trong giai đoạn nào của cuộc đời. Vì sao biết được? Vì trong mệnh của họ, trong tám mô sinh thần bát họ hiển thị tài phú, đó là cái nhân để sau này phát tài. Người thiếu niềm tin vào chính mình thường phân bua với đời. Vì sao nhiều người làm người ác vẫn sống tốt? Vì sao nhiều người ngày ngày làm việc thiện nhưng vẫn cực khổ? Xin thưa với chư vị, người làm ác vẫn sống tốt do đời trước phước báo của họ quá lớn. Đời này họ tạo tác nghiệp ác, phước báo có tổn giảm nhưng vẫn còn dư dùng, dư phước báo để hưởng phước. Nếu họ không làm điều ác thì phước báo của họ rất lớn, thọ mạng của họ vì thế cũng dài hơn. Ngược lại, đời này hành thiện nhưng vẫn nghèo khổ do đời trước tạo ác quá nhiều, đời này phải chịu khổ đau. Do đời này hành thiện, đời này bố thí, vận mệnh có cải thiện ít nhiều. Chúng sanh phàm phu của chúng ta không có thiên nhãn thông nên không thể thấy được điều này. Họa phước bạn có không ai mang đến cho bạn, chính do bạn tạo tác ở đời trước. Vì vậy, vận mệnh do nghiệp lực những đời trước cho ra định số ở đời này. Nghiệp ác nghiệp lành không ngừng luân chuyển và cấu thành vận mệnh của một con người, điều mà người ta hay gọi là số phận. Đã là số phận thì không thể xoay chuyển, có phải vậy không? Điều này phụ thuộc vào sự khai ngộ và sự bồi dưỡng phước đức ở đời hiện tại của mỗi con người. Có một gia đình nọ, 5 người ở cùng nhau, 5 người này là cộng nghiệp trong một gia đình, mỗi cá thể là biệt nghiệp. Họ ở cùng nhau, ăn cùng thức ăn, hít thở chung một bầu không khí. Nhưng trong gia đình có hai người con trai hay cáo gắt, không thông cảm cho nhau, luôn than phiền nơi ăn chốn ở. Dù nơi ấy, những món ăn ấy, ba người còn lại cảm thấy vui vẻ, cảm thấy bản thân ăn vui. Sau trung niên, người anh cả trải qua một tai nạn, một cơn bạo bệnh, tâm tính thay đổi, chuyên tâm học Phật, tâm tính từ đó thay đổi theo hướng thiện lành. Vì thế, không thể nói rằng hoàn cảnh nào là sướng, hoàn cảnh nào là khổ. Sướng khổ từ góc nhìn của mỗi người. Góc nhìn phàm phu thích có nhiều của cải, góc nhìn của người khai ngộ thích bố thí vô úy. Vận mệnh đời này là do nghiệp các đời trước, có tăng, có giảm, có cộng, có trừ. Nếu đời này bạn tạo nghiệp ác thì phước báo đời trước của bạn sẽ tổn giảm.
Nếu phước đức đời trước của bạn hoàn toàn không có, đời này bạn lại tạo nghiệp ác thì càng tệ hơn. Điều này giống như mỗi tháng bạn kiếm được 1 đồng nhưng mua đồ trả góp mỗi tháng phải trả tận 10 đồng. Bạn đã xài âm, xài thâm phước đức của chính mình. Chính vì sự việc có tăng có giảm, ngày ngày bạn tạo nghiệp thiện, phước đức của bạn sẽ được bồi đắp, nó không đến ngày. Giả dụ bạn tập gym hay bạn trồng một cái cây nào đó, bạn bồi đắp mỗi ngày sẽ mất một thời gian khá lâu mới có thể thấy được thành quả. Có vị hỏi, vậy nếu mỗi ngày bản thân của tôi tạo nghiệp thiện, ngày qua ngày bố thí, không ngừng bồi đắp phước duyên thì có thể xoay chuyển được vận mệnh đời này hay không? Vâng, có thể. Mức độ tăng giảm nghiệp không lớn, nhất là không xoay chuyển được tức thời, nên vẫn có thể tính ra được vận mệnh của bạn. Để vận mệnh của bạn thay đổi hoàn toàn, bạn phải thực hiện những điều trên trong tâm thái không mưu cầu. Làm việc tốt không mong hồi đáp. Nhân ở đời trước, nghiệp ở đời này, vận mệnh cá nhân là vậy, của gia đạo có gia vận, vận thế của một vùng, vận thế của quốc gia cũng như vậy, đều từ nhân quả báo ứng. Kiết hung hỏa phúc của con người hay của thế giới đều do định số. Mất cả ngàn năm để hình thành một khu rừng, nhưng khi con người chỉ cần 1 năm có thể đốn hạ cả khu rừng. Công nghiệp phát triển, khí thải tăng lên, trái đất nóng lên, lẽ dĩ nhiên thiên tai sẽ nhiều hơn. Hỏa tai, thủy tai, phong tai, các loại tai họa này do con người ở đời quá khứ. Định số này không phải do thần linh, cũng chẳng phải do Phật định cho bạn. Thế ai đã định cho bạn? Vận mệnh của bạn do chính bạn tạo tác, vận mệnh của gia đạo do cả gia đình tạo tác, vận mệnh của quốc gia cả quốc gia tạo tác. Khải toàn ví dụ về mạng xã hội hiện nay, đến khi nào chính phủ nơi bạn sống, đến khi nào gia đình ở chính bạn không đề cao, không bồi đắp giáo dục, không bồi dưỡng văn hóa dùng mạng xã hội cho con cháu, thì lứa trẻ sẽ còn những hiện tượng chê bai, tôn sùng cái xấu, cái thị phi, sẵn sàng khẩu chiến với những người không quen biết như hiện nay. Nghiệp lực là do bạn tạo tác. Có thể thấy ngay trong đời này, con cái khi còn nhỏ thiếu sự quan tâm chăm sóc, thiếu sự gần gũi, thiếu tình cảm của cha mẹ. Khi chúng lớn lên, chúng đi cả năm trời, không hỏi thăm một câu, không một cuộc điện thoại. Điều đó là lẽ thường, vì trong đời quá khứ chúng nghĩ rằng chúng bị bỏ rơi. Dù trong quá khứ bạn làm việc vất vả kiếm tiền nuôi con, ăn học, dù bạn cực khổ cam chịu nhưng con không hề hay biết. Con cái hiểu đúng thì tốt, hiểu sai thì sửa. Con cái hiểu nhầm do tạo tác của chính bạn, do hoàn cảnh duyên sinh. Làm con có thể bỏ cha mẹ, nhưng bậc làm cha mẹ không thể nào bỏ con cái. Bạn giáo dục chúng ra sao thì sau này chúng ảnh hưởng một phần từ bạn. Cổ nhân có câu, có văn hóa tức có giáo dục tốt. Nếu được giáo dục tốt, tuy nghèo không nghèo quá ba đời, tuy nghèo nhưng có được sự chân thiện, được giáo dục tốt là sự bồi dưỡng phước, là nền tảng cho con cháu chọn cách sống tạo phước đức. Ngược lại, con cháu không có giáo dục tốt, tuy giàu cũng không giàu quá ba đời, trước sau gia bận sẽ suy bại vì tổn giảm phước. Nếu bạn không có được sự giáo dục tốt, nhưng bản thân bạn nỗ lực chỉnh sửa, nỗ lực tu tập tâm tính của chính bạn, bạn có thể tự bồi dưỡng phước đức cho bản thân. Nhưng gia đạo là cộng nghiệp của cả nhà, một mình bạn không thể thay đổi được nghiệp lực của cả gia đạo. Nếu có, bạn chia cho họ một ít phước phần, nhưng không thể chia cho họ công đức. Phước là cái ta hưởng được từ duy vật, từ tiền tài vật chất. Đức là những gì tốt lành, thấm nhuần qua hành động, qua lời nói, qua ý niệm. Cũng chính vì thế, quốc gia là cộng nghiệp của cả một vùng, thế vận là cộng nghiệp của cả những người trên thế giới. Tất cả đều liên kết như nhau, như từng tế bào trong cơ thể con người. Hải Toàn lấy ví dụ một con virus từ một nơi xa xăm, bạn nghĩ rằng nó hoàn toàn không liên quan đến bạn. Nhưng thực tế sau một thời gian, nó ảnh hưởng toàn thế giới, mất đi bao nhiêu sinh mệnh, đó là cộng nghiệp của thế vận hiện tại. Vạn pháp giai không, nhân quả bất không, nhân quả luân chuyển không dừng, nhân biến thành quả, quả lại hóa thành nhân. Giống như ta trồng hạt cam, vài năm có quả cam, quả cam tiêu hóa sẽ chuyển thành phân bón. Cứ như thế, nhân quả vĩnh viễn tuần hoàn, vĩnh viễn luân chuyển, đây gọi là nhân quả bất không. Nghiệp báo hay họa phúc vĩnh viễn tuần hoàn, không gì có thể ngăn cản. Tiếp nối bất không, đây là chân tướng sự thật,
Nhân thiện quả thiện, bạn trồng nhiều thu hoạch nhiều, trồng ít thu ít. Bạn muốn giàu phải biết bố thí tài. Bạn tự hỏi bản thân, xưa nay bạn bố thí nhiều hay không? Có vui vẻ bố thí hay không? Bố thí có miễn cưỡng không? Khi cho đi không mong cầu báo đáp hay không? Cho tiền là phước, cho đi trong sự vui vẻ hay kêu gọi mọi người cùng cho là đức. Bạn nên biết cách bố thí ảnh hưởng đến sự tăng giảm của phước báo. Người bố thí vì trả ơn, vì trả nợ là việc phải làm. Người bố thí vì được tán thưởng sẽ có chút phước báo, nhưng sau này kiếm tiền rất khó. Họ thấy trong lúc cho sẽ được tuyên dương, được tán thưởng, cho vì danh lợi, sau này kiếm tiền khá vất vả. Đó là lý do vì sao nhiều người kiếm tiền rất vất vả, rất khó nhọc. Ngược lại, nếu bạn bố thí trong sự hoan hỷ, bố thí bằng lòng thiện lành, không mong hồi đáp, thì phước báo của bạn đối với bạn rất là lớn, bạn kiếm tiền cũng rất dễ dàng. Phát tài là quả báo, không thể bàn cãi. Từ sinh thần của bạn trong tám ô này có sẵn tài tinh, đó là cái nhân ở đời trước. Đời này báo ứng, đời trước bạn tu nhân thiện, đời này báo ứng quả thiện là điều không thể bàn luận. Tám ô sinh thần bát tự của bạn có mật mã tài tinh, tức bạn sẽ có tài phú. Bạn sẽ được hưởng phước báo ở đời này. Bất luận bạn làm gì, bạn buôn bán kinh doanh điều gì đều có thể kiếm được tiền. Vì trong mệnh của bạn có sẵn cái nhân. Cái nhân đó do bạn tu pháp bố thí ở đời trước, gặp hoàn cảnh nhân duyên sẽ khởi tạo. Người mà không có tài phú trong bát tự, kiếm tiền rất vất vả, làm bất cứ việc gì cũng khó thành, vì trong mệnh của họ không có cái nhân tài tinh. Mệnh không có tài, làm sao có tiền được? Giỏi lắm chỉ đủ ăn đủ mặc. Một vị Phật tử ngoài 50 theo dõi kênh YouTube của Khải Toàn nhắn Zalo giải bài. Cô bị hai người bạn lừa tiền, bán cả căn nhà, bao năm nay không thể đòi lại. Bản thân kiếm tiền rất vất vả và thường bị mất tài sản. Khải Toàn hồi đáp, những trường hợp này hoàn toàn không giúp được. Nghiệp lực khác nhau nên phước phần cũng khác nhau. Người lừa ta, người làm ta đau khổ là do ta nợ họ ở đời quá khứ. Việc xảy ra là việc nên xảy ra. Nghĩ về việc cũ là tự đánh mất giây phút hiện tại. Phiền não này cột chặt tâm trí của chị. Khi nào chị buông bỏ được nỗi oán giận này, tha thứ cho họ là cách tha thứ cho tâm mình được an lạc. Nếu mất tiền nhưng còn sức khỏe, còn người thân, bạn cảm thấy cuộc đời này quá nhiều mất mát, nên nghe lời Phật dạy, bạn có thể niệm chết. Ta có thể chết ngay trong đêm nay vì rất nhiều lý do. Do vậy ta phải nỗ lực đoạn tuyệt các pháp bất thiện và hoan hỷ tập trong các pháp thiện lành. Mệnh bạn không có tài, đời này bạn bố thí lại tiếc của. Đối với bạn, đồng tiền đi liền khúc ruột. Có thể hậu vận của bạn sẽ có tiền, nhưng vô cùng vất vả, thậm chí bị tranh đoạt, giành giật mới có được. Mệnh của bạn không có tài, đời này bạn lại muốn có tiền của. Ngay từ hôm nay hãy tu tập pháp bố thí trong vui vẻ, kêu gọi mọi người cùng bố thí với bạn. Mai ra hậu vận của bạn sẽ có tiền của, vì bố thí là nhân, quả báo là tài phú. Ban đầu khi bố thí, bạn sẽ có phần e dè, kêu gọi mọi người bố thí rất là ngượng và gặp vướng ngại khi có lời thị phi. Nhưng khi bạn khai ngộ, bạn tu tập pháp bao dung, bạn làm việc thiện từ tấm lòng của mình, bạn phát nguyện khởi tạo công đức cho chúng sanh, những việc trên không phải là chướng ngại, bạn sẽ thông cảm trước những lời bất thiện. Phát tài là quả báo, đa phần từ nhân tốt cho ra quả tốt. Nhưng có trường hợp phát tài là bi kịch. Khi bỗng dưng bạn phát tài sẽ có nhiều chướng ngại. Chướng ngại từ người thân muốn phân chia, chướng ngại từ lòng tham không muốn ban phát, thế là bạn rơi vào cảnh ngộ phát tài là bi kịch. Ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên khi nghĩ trăm cách để giữ tiền của mình. Vì thế khi bạn có tài phú, bạn không biết cách bố thí, không khéo thì tài phú này sẽ khiến bạn đau khổ, khiến bạn bị tổn giảm phước. Người được ăn ngon thì thích, nhưng nếu ăn quá nhiều lại không tiêu hóa thì sanh họa. Làm gì có thứ vào mà không ra, làm gì có sinh mà không diệt. Dù mệnh của bạn có tài phú hay không, bạn cũng đã hiểu được vạn pháp giai không, nhân quả bất không, tức nhân quả luân chuyển không dừng. Cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.